Bởi vì là bài này mình sẽ đi một lượt từ đầu đến cuối cái hệ thống Sales and Dispatch, bởi vì mình sẽ còn phải đi qua câu thứ nhất đúng không, về Control Objective rồi ạ. Mình đã quen với việc là mỗi một đoạn của đề bài thì thông thường là sẽ mô tả một điểm đúng không, một ý. Thế thì ở cái đoạn không biết được này, ở cái đoạn từ Amber Jack has grown the size over the periods, mọi người sẽ nhìn thấy rằng là trong 18 tháng gần đây, mọi người đợi chị một tí, chị lấy cái bút ạ. Trong 18 tháng gần đây thì khách hàng của họ tăng lên rất là nhiều. Và lý do mà họ tăng lên là gì thì mình chưa biết. Nhưng mình biết được là họ có một cái điểm kiểm soát. Đấy là đối với cả khách hàng mới thì sẽ do Receiver Ledger Tag sẽ ghi nhận New Customer Details, sẽ đưa ra cái Unique Customer Number và set cái Credit Limit và Master File Data. Đúng không ạ? Đấy ạ, thì đấy là cái điểm kiểm soát đầu tiên của họ. Tiếp đến ở đoạn thứ hai, người ta mô tả là muốn đặt hàng thì khách hàng sẽ làm thế nào. Khách hàng muốn order thì sẽ gọi điện đến phòng sale và phòng sale order và đọc cái mã code khách hàng của họ. Sau đó từ phòng sales order, người ta sẽ đưa ra cái sequential number, nghĩa là cái phiếu đặt hàng ấy, cái sales order sẽ gồm có 4 liên này, sẽ có số in sẵn này, đúng không ạ? Và người ta sẽ chấp nhận order đấy nếu mà checking inventory có. Được chưa? Như vậy ở đây có một cái điểm kiểm soát thứ hai. Cái điểm kiểm soát này là thứ nhất là cái điểm kiểm soát này có hai cái ạ. Thứ nhất là order thì là sales order đúng không ạ? Thì có nhiều liên rồi được lập cùng một lúc. Cái thứ hai là cái check inventory level. One copy is retained by the sales order team to enable them to monitor progress of the sales order. Nghĩa là bản thân phòng đấy họ sẽ giữ một liên. Sau đó họ sẽ gửi một liên cho. Chị em không nghe thấy ạ. Em không nghe thấy ạ. Mọi người bây giờ nghe em nghe thấy lúc nãy chị không nghe em không nghe thấy ạ. Kiểu như là chị đang nói dở đến cái sequently thì tự nhiên nó lại bị ngắt, xong rồi bây giờ nó mới nghe thấy ạ. Dạ vâng. Ủa, tại vì chị đang bật 4G mà nên chị không nghĩa nó bị cái đường tiếng lại có vấn đề, nhưng mọi người vẫn nhìn thấy đường hình đúng không ạ? Mọi người vẫn nhìn thấy chị xem màn hình đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Khổ quá. Chả hiểu sao mà đến nay mạng lại dán như thế. Rồi, chị đang nói đến cái bốn cái sales, à quên, một cái sales order thì sẽ có 4 liên, đúng không ạ? 4 liên đấy là để làm gì? Thì cái điểm kiểm soát ở đây mà người ta đang mô tả ấy là gồm có hai điểm kiểm soát. Một là điểm kiểm soát đầu tiên, đấy là checking inventory level, nghĩa là phải kiểm tra xem có hàng không thì mới chấp nhận đơn hàng ạ. Thứ hai là khi mà chấp nhận đơn hàng thì sales order sẽ gồm có 4 liên. Và bởi vì nó có tận 4 liên nên mình sẽ cần phải biết là người ta gửi đi đâu 4 liên này, đúng không ạ? Thì một liên là để giữ lại ở phòng sales order để theo dõi xem sales đi như thế nào, order đi như thế nào. Một liên thì gửi cho khách hàng để khách hàng biết là cái đơn hàng của họ đã được chấp nhận rồi. Một liên thì gửi xuống kho để chuyển hàng đi. Và một liên thì chuyển sang phòng finance department. Được chưa? Khi trong lúc mà giao hàng ấy, thì kho cùng với cái order chuyển xuống đấy, họ sẽ lập một cái phiếu xuất kho cùng có 3 liên. Và cũng có same sequential number as the order number. Với một copy thì gửi cùng với hàng, một thì để lại warehouse và một thì đưa cho phòng finance department. Được chưa? Đấy ạ, thì chỗ này người ta nói rất là nhiều về sequential number.
Và cái việc thứ hai là match. Match giữa good delivery note, đúng không ạ, và order. Due to the recent growth of the company, as there are a large number of sales invoices, additional temporary staff member has been appointed to have the sales clerk to produce the sales invoice. Đấy, mình nhìn thấy rất nhiều tình huống, mình đã gặp cái tình huống này rồi, đấy là khi nào mà bị thiếu người á thì người ta hay có cái những cái nhân sự gọi là tạm thời để giúp việc gì đó. Ví dụ như hôm nọ mình thấy là nhân sự phòng payroll, bài hôm trước mình làm ấy, nhân sự phòng payroll thì giúp phòng HR làm master file. Đấy, thì ở đây lại có cái tình huống là thuê nhân viên thời vụ vào để viết hóa đơn, đúng không ạ? The sales invoice prepared using quantity from the good delivery note. Họ lấy số lượng từ phiếu xuất kho, giá từ price list mà đã được update every 6 months. Và ở năm nay thì in line with its main competitors, the company offered 10% discount on all order. Năm nay thì bởi vì là cạnh tranh quá, cho nên là công ty có discount 10% cho tất cả các order trong một tuần cuối tháng 11. Và lúc mà có cái discount này thì mọi người sẽ tự điền tay vào, đúng không ạ? Và với những cái invoice đã được đánh dấu trước. Customer statement are no longer being generated and sent out. Gần đây thì họ đã không còn đối chiếu công nợ với khách hàng nữa, mà chỉ đối chiếu cái receivable ledger control account tại cuối tháng 4 để verify year-end balance thôi. Như vậy mình nhìn thấy là đối với câu hỏi A, người ta hỏi về control objective của cái khách hàng này, thì chúng ta không được nói các cái control objective mà chúng ta biết, mà chúng ta phải nói cái control objective mà nó liên quan trực tiếp đến cái ông Amber này này, đúng không ạ? Thế thì các bạn sẽ cái control objective của em ở đây là gì? Thứ nhất đấy là có sóng mà. Chị Chi ơi, em không nghe thấy gì ạ? Bây giờ thì chị đang không nói gì. Nhưng dạ mà vừa nãy lúc mà chị nói đến các cái control objective, mọi người có nghe thấy không? Em thấy chị lúc nào chị đang nói control thì nó lại bị giật thì đoạn từ đoạn đấy ạ. Thì tại sao đấy, hình như là Hương Quỳnh nói với chị là không nghe thấy, nên chị cũng dừng lại. Dạ vâng. Rồi, bây giờ ok rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi ạ. Ở câu hỏi A, mình có câu hỏi là list for control objective, đúng không ạ? Thì mình sẽ đưa ra các control objective như thế nào? Tại sao vừa nãy chị lại phải viết ra các cái điểm control ở đây? Là để mọi người nhìn ra các cái objective mà họ muốn làm. Ví dụ như là cái điểm, cái control activity đầu tiên, đấy là họ sẽ đưa ra các cái unique customer number và set ra cái credit limit in the master file, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ viết cái control objective của mình đầu tiên ấy ạ, là ensure that all credit customer, cái mục tiêu nhá, objective là mục tiêu, thì mục tiêu vì chị đang viết thử một mục tiêu để các bạn biết cách viết, sau đấy chị sẽ hướng dẫn các bạn là ở đây có những cái mục tiêu gì, được không ạ? Và khi mà chúng ta nhìn thấy các cái mục tiêu tương tự thì mình sẽ viết tương tự như thế nhá. Cái objective đầu tiên ở đây đấy là ensure that all credit customer are check credit worthiness and the risks of irrecoverable debt is eliminated.
Nghĩa là cái rủi ro đầu tiên, cái mục tiêu đầu tiên, cái mong muốn đầu tiên, người ta muốn rằng là đảm bảo là tất cả các khách hàng mà trả chậm thì đều được kiểm tra cái sức khỏe tài chính, đều được kiểm tra cái sức khỏe tín dụng, và để đảm bảo là rủi ro nợ không thu hồi được là thấp nhất, đúng không ạ? Và vì thế nên họ không những chỉ là kiểm tra về credit mà người ta còn đưa ra những cái thông tin như là đưa ra master file, và cái master file này thì là do phòng receivable ledger, cái bộ phận quản lý công nợ đưa vào, chứ không phải là sales. Bởi vì sao? Bởi vì có thể người ta sợ là nếu mà sales người ta làm nhẹ thì đôi khi người ta vì người ta muốn chấp nhận khách hàng người quá, cho nên người ta vẫn cứ đưa, nghĩa là mặc dù biết là ông này rất là, như là bây giờ các bạn đi bán hàng nhé, các bạn được ăn hoa hồng đúng không, thế là các bạn sẽ có một cái xu hướng là dù là khách hàng này sau này trả giá được tiền đâu, nhưng mà vì chuyện thu đi tiền là chuyện của người khác, cho nên tôi cứ bán hàng để tôi ăn hoa hồng đã. Thế nên là ở đây người ta mới check bằng cách là dùng một cái bộ phận khác là receivable ledger clerk, mọi người hiểu chưa ạ? Đấy ạ, thì cái control đầu tiên là như vậy, đúng chưa ạ? Rồi ạ, cái control thứ hai, nếu như mình nói đến cái unique customer, tại sao lại phải có unique customer number ạ? Mọi người có thử nghĩ ra không ạ? Có ai có tư duy là tại sao lại phải có unique customer number không ạ? Tại sao mọi người đi thi hay đi học hay đi gì đấy mọi người phải có đấy, là mọi người học SGCA mọi người phải có một cái identity ạ, mọi người phải có một cái số ạ. Có ai nói với chị không ạ? Chị ơi, theo em là ví dụ như là mỗi một khách hàng thì họ phải có một tên và một cái mã số riêng để không bị trùng lặp, giống như cái kiểu như mỗi nhân viên sẽ có một cái mã ID để chấm công ạ. Tương tự mà với trùng cả thì sao? Khách hàng mà bị trùng thì sao? Thì một là nó sẽ lẫn công nợ với nhau. Đúng. Hai là cái phiếu giao hàng ấy cũng sẽ lẫn của khách hàng A với khách hàng B. Đúng. Nghĩa là bây giờ sẽ lẫn các cái order đúng không? Đúng rồi ạ. Thế thì cái mục tiêu mà họ cần phải xét ra các cái số đấy độc lập với nhau, đấy là thì mình sẽ phải nói cái mục tiêu là cái control objective là để đảm bảo là để ensure là cái gì ạ? Là các cái order này này là đến đúng, nghĩa là mình quản lý theo order ấy, là đúng của cái khách hàng đã order thật. Ví dụ như là để tránh cái trường hợp là khi mà giao hàng đến thì người ta bảo là ơ tôi không order bởi vì là ông nhầm cái code khách hàng thôi, đúng không? Thế cho nên là để đảm bảo rằng là khách hàng nào order thì được tách rời ra và mình chỉ giao hàng cho đúng khách hàng đã order rồi thôi. Đấy là một cái mà chị vừa mới nói lại cái em, cái Quỳnh vừa nói nhá. Cái thứ hai là có một cái nữa mà chị nghe cái đấy lớn hơn, đấy là để quản lý công nợ, đúng không ạ? Để ensure là cái công nợ của khách hàng không bị nhầm lẫn, bởi vì mình đang cập nhật và cập nhật theo các cái lần bán hàng, đúng không ạ? Và mỗi một cái lần bán hàng thì mình sẽ cập nhật vào một cái mã công nợ, mã khách hàng nhất định. Đó, thế thì đấy là cái mục tiêu của họ. Mọi người có thể biết được đúng không ạ? Mọi người sẽ biết tương tự như chị biết vừa nãy nhá. Đây ạ. Mọi người nhớ là khi người ta nói đến objective thì mình sẽ phải bắt đầu bằng từ ensure that nhá, là để đảm bảo rằng cái gì đó, được chưa? Đấy ạ. Thì ngay ở trong đoạn đầu tiên, ngay trong cái phần credit limit mình có thể có hai cái mục tiêu rồi. Tiếp nữa này, khi mà nhận hàng nhá, khi mà order hàng nhá, thì họ sẽ phải gọi điện đến phòng sales order department đặt cái code của mình ra, và sẽ lập phòng sales order sẽ lập order và sẽ kiểm tra xem có hàng hay không. Nào có ai nói cho chị biết là cái mục tiêu của việc kiểm tra xem có hàng hay không rồi mới lập sales order là để làm gì ạ? Là để đạt cái mục tiêu gì ạ? Đặt cái control objective gì ạ? Có ai biết không ạ? Tại sao lại phải kiểm tra? Theo em là như bài lần trước chị dạy ấy, là để một là để xem xét là ví dụ nếu như mà có trường hợp là tôi nhận là
tôi nhận cái order này rồi, nhưng đến lúc kiểm tra kho thì mới phát hiện là kho không có hàng ấy, thì nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Một là khi ký hợp đồng thì sẽ phải đền tiền, thứ hai là cũng sẽ mất uy tín của công ty ạ. Ừ. Mà thật ra là kể cả là không chưa mất gì thì cái việc mình nhận đơn hàng rồi xong mình phải đi mình cancel hay mình xin lỗi nó cũng đã mất công mình rồi, đúng không? Thế cho nên là ở đây mình có một cái control objective, đấy là khi mà đã accept sales order thì mình sẽ có sẵn hàng để bán, hay nói cách khác là mình chỉ accept, control objective của mình là chỉ accept những cái đơn hàng mà mình có khả năng phục vụ thôi, đúng không ạ? Thì đấy là một cái control objective của chúng ta ở trong cái phần mà check với cả inventory level. Tiếp nữa này, mình có bốn cái liên sequential number đã được đánh dấu trước và theo thứ tự. Cái việc mà phải đánh số theo thứ tự là để làm gì ạ? Cái việc mà sales order cần được đánh số thứ tự sequentially number có nghĩa là đánh số thứ tự. Mọi người có biết là để làm gì không ạ? Theo em thì cái này là dùng để thuận lợi hơn trong việc là kiểm soát các khách hàng mà mình đã chấp nhận khách hàng ấy, để thuận tiện hơn trong việc follow, và mình cũng xác định được là giả sử khi mà chây lại nó cũng dễ dàng hơn là nó thiếu ở ông nào, chứ không phải là cứ sắp xếp kiểu hỗn độn luôn đấy. Thì em đang hiểu thế ạ. Nhưng mà nếu mà em chỉ cần biết là cái nào của ông nào thì em chỉ cần có code khách hàng thôi là em tìm được rồi mà. Nhưng đây lại là đánh số thứ tự cơ, nghĩa là buổi sáng ông nào mà mua trước thì sẽ có số nhỏ, xong rồi ông nào mua buổi chiều mua sau thì sẽ có số to lên ấy. Thì cái việc mà xếp số thứ tự từ to đến từ 1, 2, 3, 4 đấy, từ các thứ tự như thế thì là để mục đích gì ạ? Mọi người có biết không ạ? Mọi người có bao giờ nghĩ là mình đánh số để chỉ để trace thôi thì mình có thể generate ra một số bất kỳ được không? Theo em là như thế này ạ. Tức là ví dụ như là đánh số thứ tự để xác định là người nào order hàng trước thì mình có thể chuyển hàng trước cho họ. Về mặt thời gian. Thứ hai là nó giống như cái quyển hóa đơn ấy. Thì tức là để mình biết là giới hạn, ví dụ như là trong ngày hôm nay số đơn hàng là từ số 1 đến số 100 chẳng hạn. Rồi hôm sau là từ số 101 đến số 200 chẳng hạn, để phân biệt được số đơn. Rồi đến lúc mà đối chiếu ấy, ví dụ như là đến 3 ngày hôm sau khách hàng mới bảo là ô tô vẫn chưa nhận được hàng, hàng nó bị sai số lượng, thì lúc đó mình mới xem dựa vào cái số number đấy để mình kiểm tra lại xem thực là mình giao thiếu hay là khách hàng nhận thiếu hay kết quả nó như thế nào ạ? Chị nghĩ là một cách đơn giản thôi. Cái việc đầu tiên nghĩa là cái việc mà trace lại ấy, thì thông thường là sẽ trace theo số chính xác là số bao nhiêu, đúng không? Như kiểu bọn em sẽ kiểu control net ở trong hệ thống mới tìm ấy. Nhưng mà cái việc mà đánh thứ tự ấy, cái chữ sequential number ấy, nó có một cái ý nghĩa, đấy là đúng là như bạn nói là gì nhỉ, first come thì first serve, đúng không ạ? Nghĩa là để mình biết là khách hàng nào đặt hàng trước thì mình phục vụ trước. Phục vụ trước ở đây có nghĩa là mình chuyển xuống kho, và kho cũng sẽ sắp xếp để chuyển hàng đi trước. Các bạn hãy hình dung là nếu như đối với tình huống là mình có rất là nhiều order cùng một lúc, mà nếu mình không đánh số thứ tự mà chuyển xuống kho thì lúc đấy kho sẽ không biết là ông nào phải đi trước, ông nào phải chuyển hàng đi trước, đúng không ạ? Mà nhất là cái tình huống là thiếu hàng chẳng hạn nhé, thì nó sẽ dồn lại ở kho chẳng hạn, như vậy cái sequential number nó sẽ phát huy tác dụng, được chưa? Cho nên là đấy là cái control objective của cái việc bán hàng, đấy là người ta sẽ mong muốn rằng là khách hàng sẽ được phục vụ, mình sẽ bán hàng, mình sẽ dispatch food, được, will be dispatched với cái sequential, đúng không ạ? Nghĩa là first come thì first serve, ai đến trước thì được phục vụ trước, được chưa? Cái việc mà mình có rất nhiều liên và gửi đi các nơi, thứ nhất là ở sales order thì người ta cũng nói rồi, để monitor cái progress of the sales order, đúng không? Đưa xuống kho thì sẽ lập cái good dispatch note. Chị hỏi tiếp này, good dispatch note sẽ được đặt cái mã trên phiếu xuất kho trùng với sequential number của order để làm gì ạ? Tại sao hai cái văn bản này, hai cái document này lại cần trùng số với nhau ạ? Mọi người có biết không ạ?
Tại sao lại phải lấy luôn số đấy để nhét vào cái good delivery note? Theo em là để đối chiếu chị ạ. Tức là ví dụ như là khách hàng họ họ order với sale là hôm nay có 5 mặt hàng A và 5 mặt hàng B, nhưng mà khi đến phiếu giao hàng lại chỉ có 4 mặt hàng A và 4 mặt hàng B, thì cần phải có chữ xem xét giữa hai cái đấy là do lỗi của bên sale sai hay là lỗi của bên kho sai ạ. Chị chưa nghĩ đến cái tình huống đấy đâu, mặc dù có thể đấy cũng là một tác dụng, nhưng chị nghĩ là cái objective quan trọng mà hai cái này cần phải trùng số với nhau, cần phải match với nhau ấy, đấy là để cho, nghĩa là tại sao mà như bình thường thì người ta sẽ nói rằng là order rồi thì phải nhận hàng đúng không? Thế nên là bây giờ khi mà tôi mang hàng đến ấy, thì để tránh cái trường hợp là khách hàng bảo là khách hàng không nhận, thì tôi có kẹp theo cái order ở đấy rồi. Và cái kẹp theo bằng cách nào ạ? Bằng cái số ấy ạ. Có thể là bởi vì là good delivery note, mọi người nhìn thấy order có đến khách hàng không? Order không đến khách hàng nhá. Có 4 liên order đúng không? 1 liên là ở phòng sales order, 1 liên ở kho đúng không ạ? 1 liên gửi sang phòng finance department đúng không ạ? Và 1 liên thì đã gửi cho khách hàng rồi. Còn lúc mà tôi gửi good delivery note là tôi không gửi order nữa. Mọi người hiểu không ạ? Mà ông chủ kho ấy ạ, ông ấy xếp hàng ra xe xong ông ấy chuyển đi, thì lúc đấy là good delivery note không đi kèm order, nhưng nó lại có số trùng với số của order. Vậy thì sao ạ? Thì khi mà tôi giao hàng đến khách hàng, tôi sẽ yêu cầu khách hàng mang cái order mà họ đã cầm, mà họ đã được mình gửi từ trước đó ra, để mình kiểm tra cái gì? Kiểm tra cái số order mà khách hàng đang cầm ấy có giống cái số của good delivery note không? Các bạn hiểu cái thủ tục này chưa? Và cái thủ tục này để làm gì ạ? Để chắc chắn rằng tôi đang giao hàng đến đúng người đã order hàng. Ok chưa ạ? Và khi mà mình giao hàng xong, mình có chữ ký của khách hàng ở trên good delivery note, mình cầm về, thì cũng có nghĩa là khách hàng đã chấp nhận rằng khách hàng nhận cái hàng đấy và đã fulfill cái order đó. Ok dạ. Thì cái thủ tục mà match giữa good delivery note và order khi xuất hàng ấy ạ, là để đảm bảo là tôi sẽ giao hàng đến đúng người mà đã order trước đó. Ok dạ. Còn cái chuyện mà ví dụ giao có lệch và đi tìm lỗi tại ai, thì đương nhiên là lúc đấy mình sẽ chase theo order rồi. Nhưng mà cái mục đích chính của họ ấy ạ, mình sẽ match ở trên, ở cái câu trên người ta nói đến việc là sales order gồm có 4 liên, trong đấy có 1 liên đã gửi đến khách hàng từ cái lúc mà chúng ta chấp nhận order. Và cái liên thứ hai là, và cái văn bản thứ hai mà khách hàng sẽ nhận, đấy là cái good delivery note. Thì hai cái thời điểm mà họ cầm hai văn bản này là hai thời điểm khác nhau. Sau khi em đặt hàng xong, em nhận được cái sales order rồi, 10 ngày sau hàng mới đến, đúng không ạ? Và em nhận được cái good delivery note đi kèm theo hàng. Ok ạ. Nhưng cái ông giao hàng yêu cầu là em mang cái sales order ra. Khi em mang sales order ra, người ta sẽ check hai cái số đấy có khớp nhau không. Nếu khớp nhau, kiểm hàng đi, ký vào đây, tôi cầm về. Ok chưa ạ? Thật ra đến đây là mình đã có thể liệt kê đủ 4 control objective rồi đấy. Nhưng mà mình còn có nhiều nữa cơ, đúng không ạ? Rồi, tiếp này. Đoạn sau thì thật ra là điểm yếu nhiều hơn là control. Cho nên chắc là mình sẽ chỉ liệt kê, đúng là bài này người ta cũng tính sẵn rồi ạ. Các bạn chỉ liệt kê được 4 cái control objective là người ta đang làm tốt thôi. Còn sau đấy thì là mình sẽ sang cái yêu cầu thứ hai nhá, là yêu cầu viết một cái report to management, đúng không ạ? Đối với cả một cái, tại sao mà chị cố tình làm bài này, bởi vì nó sẽ có một cái cover letter, được chưa? Thì các bạn sẽ phải viết như này. Ví dụ như đầu tiên là management letter. Management letter là thư quản lý. Và thư quản lý thì cũng bao gồm luôn cái phần deficiencies và recommendation. Nên là mình sẽ phải viết cái cover letter như này. Đầu tiên này, mình sẽ có attendance. Attendance là người nhận ấy ạ. Ai ạ?
không phải board of director đâu ạ. Đây là management letter. Cho nên chúng ta sẽ gửi cho management. Đây là thư quản lý, chứ không phải là thư dành hội đồng quản trị ạ. Subject của letter là gì ạ? Deficiencies in internal control system. Khách hàng tên là gì đấy? Điền ra đây, đúng không ạ? During our audit, we just noticed some deficiencies of the internal control system that we should present this together with our recommendation so that the company can improve or like can overcome the weakness. Mọi người thấy là chúng ta đang nói rằng chúng ta có cái gì đúng không ạ? The deficiency in internal control system do not affect to the figures in the financial statement, which is audited by our audit procedures and will and our opinion will be presented in the audit report separately with this management letter. Chúng ta phải nói rất là rõ là cái việc mà hôm nay tôi nhìn thấy những cái điểm yếu này, tôi nói với ông không có nghĩa là những điểm yếu này sẽ ảnh hưởng đến số liệu tài chính. Chúng tôi sẽ kiểm toán các cái số liệu trên báo cáo tài chính bằng các thủ tục kiểm toán và ý kiến kiểm toán của chúng tôi sẽ được trình bày ở trong báo cáo kiểm toán là một văn bản độc lập với thư quản lý này. Được ạ. Cái này rõ ràng các bạn có thể chuẩn bị trước từ bây giờ. Và các bạn biết không, các bạn biết có hai câu này thôi các bạn được 2 điểm. Có thể các bạn chưa cảm thấy là 48 điểm, 50 điểm thì nó quan trọng. Nhưng thực sự thì 2 điểm nó quan trọng đấy ạ. Ok chưa ạ? Đấy, sau đấy thì các bạn sẽ điền vào cái bản appendix ở dưới đây. Control deficiency, control recommendation. Mình lại quay về bài của mình bình thường. Đúng không ạ? Nào, deficiency ở đây có cái gì? Nào, bây giờ chị lại gợi ý cho mọi người để mọi người làm nhá. Nhớ là mọi người ghi chép lại nhá. Mọi người nghe này. Số 1 là câu này. Đó. Credit limit was set by the receivable ledger clerk without any review because the credit controller is on the secondment to the internal audit department. Được chưa? Mọi người phải nói cái điểm yếu là không có ai review credit limit, được chưa? Chứ không phải là mọi người chép mỗi cái câu là credit controller is secondment thì người ta thấy là thì có làm sao đâu, đúng không ạ? Rồi ạ, với cái điểm yếu này thì mọi người sẽ recommend gì, đúng không? Recommend là gì ạ? Nếu như ông credit controller ông ấy đang on assignment thì yêu cầu là phải cử một người khác thay thế, đúng không ạ? Thôi, cũng chẳng gì cả. Rồi nè, tiếp theo nữa là mình nhìn thấy cái
customer order đúng không ạ, bằng điện thoại. Mọi người còn nhớ cái thủ tục hôm trước mình học thì bao giờ mình cũng nói là mình phải có confirm không ạ? Mình có nói với nhau rằng là sau khi mà khách hàng đặt hàng thì thông thường là chúng ta sẽ có một cái confirm bằng điện thoại hoặc là ngược điện thoại ngược trở lại hoặc là bằng email không ạ? Thì ở đây đang thiếu cái đó đúng không ạ? No confirm. Và nếu như không có confirm thì rất có thể là đến khi mà mình chuyển hàng đến thì người ta sẽ không nhận, bởi vì đấy không phải là order của người ta. Được chưa ạ? Mà nhất là trong trường hợp này là sau khi nhận đơn hàng xong nhá, mình đi check inventory level xong rồi mình mới lập sales order, nên chắc chắn là mình phải confirm sau khi mình check ạ. Được chưa? Vậy đây là một cái điểm yếu. Thì đấy, các bạn sẽ recommend là họ cần phải confirm sau khi checking available inventory level thì mình sẽ confirm với khách hàng. Được chưa ạ? Rồi ạ, tiếp nữa là đến sang cái đoạn thứ 3 thì mình nhìn thấy là có cái câu mà thiếu người này, xong rồi có temporary staff ạ. Thì đấy là điểm yếu thứ 3 nhá. Temporary staff thì có thể viết sai đúng không? Đấy ạ. Và sẽ nhìn thấy là ở đây mình đang không có người check đó. Thì đấy là điểm yếu thứ 3. Thì mình sẽ cần phải recommend là sẽ có người check lại công việc của cái temporary staff member này, hoặc là assign những cái việc đơn giản hơn, chứ không để họ prepare sales invoice. Đúng không? Điểm yếu thứ tư đấy là cái list, cái đơn giá ấy, cái price list update every 6 months. 6 months thì nó quá là lâu ạ, cho nên là có thể có những cái biến động đúng không ạ, và có thể là cái 6 months này, cái việc update này nó lâu như thế thì nó, cái giá nó sẽ không chính xác, thì mình sẽ recommend là nó được update thường xuyên hơn, ví dụ như là monthly chẳng hạn. Cái điểm yếu số 5 của mình sẽ là cái phần discount. Bởi vì ở đây á, mình có 10% discount on all order và trong một cái dịp đặc biệt là one week in late November, đúng không ạ? Nhưng mà vì là nó là một cái discount vào dịp đặc biệt cho nên là người ta sẽ tự viết bằng tay vào, và thế thì nó có thể không chính xác. Ví dụ như là có người thì quên, có người thì nhớ, hoặc là cái discount này sẽ có người không đủ điều kiện để hưởng discount này vẫn được hưởng, đúng không ạ? Thì cái điểm yếu, cái rủi ro đấy được gọi là grant the discount to the unauthorized customer, đúng không ạ? Thì mình sẽ recommend là thứ nhất là cái này sẽ được cập nhật vào master file trong cái giai đoạn đang offer discount đấy để được apply một cách automatically, đúng không ạ? Tiếp nữa là when the discount given thì cái người mà manually enter ấy ạ, cái chuyện không được cập nhật đã đành rồi nhá. Nhưng mà cái người mà enter lại là sales clerk, mà trong cái đó ở trên thì mình thấy là đáng nhẽ ra thì viết hóa đơn ấy, thì mình nhìn thấy là đã gửi các thứ cho finance department đúng không, nhưng ở đây mình không thấy có cái kết nối giữa finance department với cả sales clerk, nghĩa là sales clerk thì xuất hóa đơn đúng không ạ, nhưng mà không thấy có cái check với cả finance department. Mặc dù lúc trước nhá là cái phiếu giao hàng nhá thì lại để ở finance department, đúng không ạ? Mọi người nghe lại nhá, chúng ta đang có phòng sales là 1 này, có phòng finance là 2 này, à có warehouse là 3 nữa này. Thì phòng finance này chỉ nhận được gì ạ? Từ warehouse chuyển sang good delivery note, đúng không ạ? Phòng finance nhận được sales order chuyển sang, nghĩa là ở ông finance đang có cả hai, đúng chưa? Ở warehouse có order và sau đấy sẽ giao hàng đi, xong rồi phòng sales có order đúng không ạ? Sau đó phòng sale thì lại không cập nhật gì với phòng finance cả mà lại phát hành hóa đơn, trong khi đó phòng cái hóa đơn mới là để làm gì ạ? Request for payment đúng không ạ? Và ở đây mình thấy là phòng finance mới là người cập nhật công nợ, bởi vì vừa xong mọi người nhìn thấy đấy là cái ông receivable ledger khác ấy, đúng không ạ? Cho nên là ở đây có một cái điểm yếu là họ đang thiếu cái kết nối giữa sales và finance, cho nên có thể không update công nợ một cách kịp thời ngay khi mà xuất hóa đơn để đòi tiền. Ví dụ như là ông không có một cái thủ tục nào ở đây, không thể có thủ tục nào yêu cầu là hai ông này đối chiếu với nhau, thì cũng có thể là ông sales clerk và ông finance này không cập nhật với nhau kịp thời ạ. Đúng không ạ? Và như thế thì sẽ không cập nhật được cái số liệu công nợ một cách chính xác. Đấy, và không cập nhật công nợ thì nhìn thấy ngay là không có customer statement generated
collected và send out, đúng không ạ? Nên là cái số dư cuối kỳ ạ thì chỉ có làm một lần vào thời điểm cuối năm thôi, cho nên điểm yếu này sẽ dẫn đến một cái impact rất là quan trọng. Đấy là nếu như mà chúng ta làm cái đồ chiếu công nợ vào thời điểm cuối năm thì nếu bị lệch nhá, mình sẽ không biết được là lệch lúc nào, đúng không ạ? Đánh nhẽ ra mà phải so từng tháng ấy ạ, thì cứ mỗi tháng mà lệch đi tìm ngay, nhưng mà đến cuối năm mới làm một lần thì đi lệch, nếu mà bị lệch cũng không biết là phải lần lại từ tháng nào. Đấy ạ, đây là một cái bài tương đối là khó. Khó bởi vì sao ạ? Bởi vì nó có cả những cái thủ tục đã làm rất là tốt nhưng lại cũng có cả những cái điểm yếu. Và đề bài người ta hỏi cả hai, người ta hỏi cả những cái chỗ làm tốt và người ta hỏi cả phần điểm yếu, cho nên các bạn phải rất là tỉnh táo khi đọc đề. Như hôm trước chị nói rằng là với những cái bài mà người ta nói, người ta hỏi các bạn về deficiency và recommendation thì thông thường là cái hệ thống của người ta rất là chán, đúng không? Nhưng mà cái hệ thống này thì mình gặp mình thấy cũng ổn, cũng không đến nỗi, nhưng mà cuối cùng thì vẫn có vấn đề, mọi người thấy không ạ? Đấy ạ, thì chị đã chữa cho các bạn ba dạng bài. Dạng bài thứ nhất là objective, key control và test of control. Dạng bài thứ hai là deficiency và recommendation, đúng không ạ? Thực ra hai dạng thôi chứ không phải ba dạng. Thì với hai dạng bài đấy là cover toàn bộ tất cả các cái bài của internal control thì đều làm như vậy. Cái một số bạn nói với chị là các bạn gặp khó khăn trong viết, trong việc viết test of control, thì chị mời các bạn đọc lại cho chị phần này. Đây là ở trong handout của mọi người, chị có một cái phần chúng ta sẽ hướng dẫn là test of control là gì. Đấy ạ. Và mọi người sẽ và các bạn sẽ đọc kỹ chị cái chỗ này ạ. Cái chỗ chị đang đóng khung đấy ạ. Được chưa? Test of control có nghĩa là chúng ta sẽ thứ nhất này kiểm tra cái chứng từ. Ví dụ như kiểm tra xem có chữ ký không, được chưa ạ? Kiểm tra xem nếu như mà inquiry about internal control with no audit trail, nghĩa là chỗ nào mà không có audit trail là dấu vết nhá. Nếu không có dấu vết ấy, thì mình sẽ phải hỏi là cái việc này được thực hiện bởi ai, đúng không ạ? Để confirm chính xác là có người thực hiện việc đó. Cho nên các bạn không được recommend là cần phải có ai đó làm việc này. Không không được nói là ai đó đâu nhé, mà phải ai đó là ai cơ ấy. Phải sử dụng cụ thể cái vị trí của người ta ra. Tiếp nữa là recommend 6 cái test of control như thế ạ. Cái test data hoặc là CIT này là chúng ta sẽ kiểm tra dữ liệu. Kiểm tra dữ liệu thì có nghĩa là như hôm trước chị còn nói ạ, là mình chọn một cái mình enter thử một số, ví dụ như là tôi ấn vào cái vào tôi vào cái hệ thống đấy nhá, tôi ấn vào tạo khách hàng mới để cho bạn, xong tôi gõ một số liên duyên, cái số đấy tôi biết chắc chắn là có rồi, thì tôi expect là dữ liệu nó phải trả lời ra là không tạo được bởi vì là số này đó, cái mã này đã có rồi, đúng không? Thì lúc đấy tôi mới biết là cái dữ liệu này thế, thì có thể là sẽ có cái dữ liệu có cái customer number bị trùng, được chưa? Đây ạ. Ở dưới này mình đã nói rằng là nếu mà trong trường hợp mà bạn không biết viết như thế nào thì bạn hãy viết là the auditor should gì đó để được chưa? Và chị nhắc lại nhé, kết quả của test of control chỉ là cái thủ tục kiểm toán đấy, cái thủ tục kiểm soát đấy có tồn tại hay không. Nếu nó tồn tại và hoạt động hiệu quả thì hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng là đáng tin cậy, vậy thôi. Chứ kết quả của test of control không mang lại cái việc là số dư thế nào, được chưa? Cho nên tại sao mà chúng ta nói với nhau là mọi người nhìn này, nếu như mà đây tôi có một cái tam giác như này ạ, được chưa? Nếu như ở dưới này được hiểu là các cái test nhá, thì có một cái đường có thể di chuyển sang trái hoặc sang phải. Nếu số lượng test of control của tôi là 50% công việc và nó ra kết quả là hệ thống kiểm soát nội bộ của họ rất tốt, đúng không ạ? Thì control risk của họ thấp và tôi sẽ set detection risk ở low level và do đó thì tôi sẽ thực hiện substantive test ít. Nhưng nếu mà tôi làm test of control
ở phía bên này. Nghĩa là tôi chỉ làm được một ít thôi, bởi vì kết quả cho ra là không đáng tin cậy. Ví dụ như là tôi test xong tôi thấy là đấy, ví dụ như tôi thấy là họ có credit limit đúng không? Mình đang định là, ví dụ như chị Linh sang như này cho mọi người hiểu nhá. Vừa xong chúng ta nói đến chuyện là credit limit được set bởi một ông receivable ledger đúng không ạ? Mình nghe thấy mình thấy ok lắm. Thế nhưng lúc mình vào mình test thì mình thấy rằng là không, ông receivable ledger khác đấy, ông ấy cứ thấy có khách hàng mới, người ta ký hợp đồng khách hàng mới là ông ấy ở sai một cái số, xong rồi lấy một cái credit limit là giống nhau, nghĩa là ai cũng ở cái credit limit là 1 tỷ. Thế là ai như nhỉ, thì mình thấy rằng là đúng là set là bởi receivable ledger khác, nhưng không có cái động tác review đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ không phụ thuộc vào cái sức khỏe tài chính của khách hàng đúng không ạ? Và khi nó không phụ thuộc vào sức khỏe tài chính của khách hàng thì có nghĩa là rủi ro có các cái irrecoverable debt là có thể xảy ra. Đúng ạ. Thế nếu như mà chúng ta nhìn đến như thế thì chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ phải tăng lượng substantive test của mình lên đối với phần receivable. Đúng chưa? Đấy ạ. Hay là vừa xong chúng ta nói đến các cái điểm yếu ở trong cái bài của mình nhá. Vừa xong có cái điểm yếu là có temporary start chẳng hạn đúng không? Thì test of control của mình sẽ là từ auditor sẽ phải check lại, re-perform lại cái việc mà đối chiếu hoặc là kiểm tra các cái hóa đơn đúng không ạ? Bởi vì là mình nghi là sai mà. Thế đến lúc mà mình kiểm tra cái hóa đơn đấy, mình phát hiện là số lượng sai rất là nhiều thì sao ạ? Thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc ghi nhận công nợ đúng không ạ? Và do đó chúng ta sẽ phải tăng cỡ mẫu lên trong việc kiểm tra các cái việc ghi nhận công nợ cũng như là đối chiếu công nợ cuối kỳ. Đấy ạ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số lượng substantive như vậy, substantive test như vậy. Ok chưa ạ? Rồi, mọi người nhìn này, chúng ta đang ở giai đoạn này. Bây giờ đến đây là các bạn đã ra được đánh giá xong control risk rồi. Ở giai đoạn trước các bạn tìm hiểu hệ thống, tìm hiểu khách hàng, các bạn có inherent risk rồi. Như vậy bây giờ các bạn đã xác định được hai cái này thì các bạn cũng đã xét ra được detection risk rồi. Và vì các bạn xét ra được detection risk cho nên các bạn sẽ làm cái việc tiếp theo, đấy là substantive testing, audit evidence như thế nào. Chị sẽ dành cái phần cuối của ngày hôm nay để nói trước về management assertion. Các bạn biết không, đây sẽ là phần chúng ta phải nói với nhau rất nhiều lần, rất nhiều thứ. Và trong buổi học tới, trong buổi thứ 5, thứ 6 tuần tới, mọi người chuyển sang thứ 6 giúp chị nhé. Thì trong buổi thứ 6 tuần tới thì chị sẽ dạy mọi người về ma trận kiểm tra định hướng. Và vì để thứ 6 học ma trận kiểm tra định hướng là một cái ma trận mà, là một cái tool. Sorry mọi người có nghe được không ạ? Dạ có. Em nghe được chị ạ. Nhưng mọi người có nhìn thấy màn hình chị đang biết không ạ? Em không ạ. Đấy, tại vì chị thấy nó lại bị thoát rồi. Đợi chị đi, chị phản lại. Đấy, thì buổi tối ấy, thì mình sẽ học một cái tool để khi mà đi thi các bạn vào bất kỳ một cái tài khoản nào thì các bạn cũng có thể viết được ít nhất là khoảng độ 3 đến 4 thủ tục. Tại sao lại như thế? Bởi vì các bạn biết không ạ, đi thi ấy, thì cái phần substantive procedures người ta sẽ hỏi rất nhiều tài khoản và các bạn sẽ phải rất là chủ động trong việc viết các cái thủ tục kiểm toán và các bạn sẽ phải làm được mỗi một cái tài khoản nha, các bạn sẽ phải làm được ít nhất nhá là từ 3 đến 5 thủ tục. Đấy ạ, cho nên là nếu như các bạn biết ma trận kiểm tra định hướng thì nó đã cho các bạn khoảng độ 3 thủ tục rồi, thì lúc đấy mọi người chỉ cần viết ra thôi là cũng ít nhất là cũng qua 50 điểm đúng không ạ? Rồi đây ạ. Management assertion. Assertion
dịch ra tiếng Việt thông thường thì mọi người hay dịch ra từ là gì nhá, cơ sở dẫn liệu. Chị thì chị không prefer cái từ đấy lắm, lý do là từ cơ sở dữ liệu chị cũng chả hiểu là gì. Nôm na lại là đây là cái mục tiêu mà Chị chúng ơi, em ta không thấy chị xem màn hình ạ. cần. Sorry. Dạ vâng. Điện thoại gì cả. Dạ. Nghĩa là nếu như mà mình nói với nhau cái câu chuyện là làm thế nào để biết được là một tài khoản là chuyên xe thì sẽ nói thế nào nhỉ? Management decision nó giống như kiểu là các tiêu chí chúng ta đặt ra để nhận định về một cái vấn đề gì đó. Ví dụ như bây giờ bạn bạn Cường đối với em thế nào là một bạn gái xinh? Em có thể sẽ có tiêu chí khác với người khác đúng không ạ? Ví dụ như em bảo là con gái là phải tóc dài mới xinh, đấy là tiêu chí của em. Đấy, thì rất may là kiểm toán viên cũng đưa ra các tiêu chí nhưng không đến nỗi là xác tít như thế. Lại có chuẩn mực hướng dẫn rồi. Cho nên người ta sẽ nói rằng là một cái tài khoản, ví dụ như là tài khoản hàng tồn kho được coi là true and fair nếu hàng tồn kho này mình có thể được là cuối kỳ ạ, nó được định giá đúng. Nó có tồn tại thực sự và mắt tôi đã nhìn thấy, nếu mà nó là thuộc về công ty không phải là hàng đi nhét vào kho, nếu mà nó được trình bày ở trên báo cáo với các cái tiêu chuẩn giống như là ISO 2 đã yêu cầu thì mình đưa ra tất cả những cái gạch đầu dòng, nếu mà như thế này thì tôi cho là nó true and fair, được chưa? Vậy thì tài khoản nào nó cũng có chuẩn mực riêng này, tài khoản nào cũng có những cái yếu tố mà dụ hàng tồn kho thì mình lo là người ta đi mượn về, hay là hàng tồn kho thì có chuẩn mực số 2 nói về valuation. Vậy thì tổng hợp lại nó là một cái hệ thống các assertion, và nhiệm vụ của chúng ta khi đi làm kiểm toán là chúng ta phải nhìn trước cái assertion đó, cái mục tiêu đó. Hay nói cách khác, đối với nghề kiểm toán ấy, người ta không làm cái gì mà không có mục đích cả. Làm gì cũng có mục đích, làm thủ tục nào cũng có mục đích hết. Và cái mục đích đó có đạt được hay không, đạt được bao nhiêu thì nó sẽ tương ứng chính là cái kết quả của cuộc kiểm toán như thế nào. Được chưa? Đấy là lý do vì sao mà assertion trở nên rất là quan trọng. Và từ các bạn gọi là gì nhỉ, mới mới đi làm kiểu như là intern ấy, thì cũng đã được huấn luyện về cái assertion này rồi. Cho nên là với môn này khi các bạn đặt vai, các bạn là audit supervisor, mọi người từ trong bài của mình hay nói là mình supervisor là manager ấy, thì các bạn chắc chắn là phải rất là rõ về audit assertion. Cho nên chị dành thời gian để nói với các bạn, chị nói ở cuối một cái buổi học như hôm nay là để đến buổi sau chị sẽ nói lại theo một cái cách khác để mọi người có thể nhớ lại đúng không ạ? Ở trong này chúng ta nhìn thấy chia ra thành hai cột, một cột là profit loss, một cột là số dư. Tại sao lại như vậy? Bởi vì kiểm toán ấy, thì chúng ta có một cái chị viết ra, khi mà mình bán ấy, thì mình có cụm từ là balance sheet. Ở đây có bạn nào mà đã đi làm kiểm toán hoặc đi thực tập thì sẽ biết ạ. Balance sheet là gì ạ? Balance sheet là khách hàng thì chúng ta sẽ có asset. Mọi người nhìn thấy cái hình này biết ngay thì nó asset thì bằng gì ạ? Capital cộng với cả liability đúng không ạ? Các bạn biết không ạ? Khi mà phân công công việc thì sẽ dựa trên cái balance sheet này. Dựa trên là như thế nào? Là chúng ta sẽ lấy các cái số dư của tài sản này để phân công. Ví dụ như là bây giờ chị lâu rồi chị quên, D100 là tiền chẳng hạn, D2 là D100
mạng lại chập chờn rồi chị ạ. Có nghe nói không ạ? Bây giờ em mới nghe thấy chị nói ạ. Ừ. À, mọi người, em nghe thấy chị nói từ đoạn nào? Em không nghe thấy đoạn nào. Cái đoạn bắt đầu từ D100 xong rồi chuyển sang D200 là em bắt đầu không nghe chị nói. Ừ, ok ok. Rồi, chị chỉ đang nói rằng là cái DD là chị ví dụ như thế vì nó được mã hóa như thế ạ. Và cái việc phân công công việc này là dựa trên balance sheet. Tại sao kiểm toán lại dựa vào balance sheet approach? Tại vì là chúng ta biết là ở trong phần capital ấy ạ, thì capital thì bằng là số dư opening balance của vốn nhá, cộng với cả phần lãi hoặc lỗ, đúng không ạ? Và trừ đi closing balance của capital. Đó. Thế thì ở đây mình sẽ nhìn thấy rằng là nếu mà liability tôi cũng có thể làm như asset được, thì chỉ riêng capital thôi là tôi cũng đã nhìn thấy P&L ở đây rồi. Hay nói cách khác là tôi chỉ dựa vào balance sheet thôi thì đã cover được 100% tất cả các cái giao dịch diễn ra trong kỳ của một công ty rồi, đúng không ạ? Cho nên người ta sẽ lựa chọn gọi là balance sheet approach. Và với cái lựa chọn là balance sheet approach như thế này thì người ta sẽ thấy là có cái vấn đề xảy ra, đấy là phần asset và phần liability tương đối giống nhau nhưng nó có đặc trưng khác nhau. Và đặc trưng khác nhau ở đây là do từng tài khoản, nhưng mà asset và liability có một điểm giống nhau, đấy là nó đều có số dư. Tại thời điểm balance sheet date. Trong khi đó, ở trên P&L thì nó không có số dư. Đúng không ạ? P&L. Đúng chưa? Và vì thế nên cái cách mà tôi tiếp cận với số dư nó cũng phải khác với cách mà tôi tiếp cận những cái tài khoản không có số dư. Thế nên chúng ta mới có cái bảng management assertion như thế này. Yeah. Chúng ta chia ra hai bên. Một bên là các assertion liên quan đến tài khoản ở trên profit and loss. Đây ạ, income and expense. Yeah. Đối với các tài khoản ở trên P&L, chúng ta cần biết nó có 6 assertion được liệt kê ở đây. Các cái chữ màu xanh này là các cái keyword mà các bạn cần phải nhớ. Thứ nhất là nó phải đầy đủ hay còn gọi là đúng kỳ. Đầy đủ ở đây có nghĩa là nếu như mà nó diễn ra vào lúc nào thì nó phải được ghi nhận đúng vào cái thời điểm đấy một cách đầy đủ. Ví dụ như diễn ra trong năm tài chính mà chúng ta đang nói, được ghi nhận vào năm tài chính đó. Đấy là tính đầy đủ của nó. Thứ hai là nó phải được diễn ra rồi, nghĩa là phải có bằng chứng cho việc occur, bằng chứng cho việc diễn ra, được chưa? Nó được ghi nhận một cách chính xác, đúng kỳ này, và phân loại đúng này, được chưa? Và trình bày đúng này. Đấy ạ, thì đấy là 6 cái management assertion liên quan đến income and expense. Cụ thể nhé, ví dụ như chúng ta nói về doanh thu chẳng hạn, thì doanh thu phải được ghi nhận một cách đầy đủ, nghĩa là đã bán hàng thì phải ghi nhận doanh thu, và nó phải được diễn ra thật, không phải là xuất hóa đơn khống, đúng chưa? Nó phải chính xác có nghĩa là đơn giá phải đúng. Ví dụ như vừa nãy mình thấy đấy, cái tình huống mà đơn giá 6 tháng không nhiều một lần thì có thể không chính xác. Đấy ạ, nó phải chính xác, nó phải đúng kỳ. Ví dụ như là bàn giao hàng, mọi người nhớ cái bài mà mình học về phương thức vận tải không? Đấy ạ. Thì đã bàn giao hàng đi và đủ điều kiện ghi nhận doanh thu là phải ghi nhận doanh thu đúng kỳ. Rồi nó phải được phân loại đúng. Ví dụ như là doanh thu thì phân loại thường là không đến nỗi là sai đâu. Nhưng mà ví dụ như là chi phí chẳng hạn, đấy. Thì mọi người đã có cái bài mọi người phân tích xong rồi thấy gross income với cả operating
operating margin với cả gross margin biến động ngược chiều nhau thì mình bảo nó bị phân loại sai, nhớ không? Yeah. Hay là presentation, ví dụ như là đối với cả các khoản expense chẳng hạn nhé, thì nó phải được thuyết minh. Đấy, phải chỉ nó khoản đó nó chính xác, nó true and fair nếu mà nó thỏa mãn đồng thời tất cả 6 assertion này thì mới được. Dạ. Đấy là income and expense. Đối chiếu sang với cả asset, liability và equity thì các bạn thấy là nó có rất nhiều cái giống nhau nhưng có những cái này khác nhau này. Thứ nhất là nó không có occur mà nó chuyển thành exist. Exist có nghĩa là tồn tại. Và cái danh từ của nó là existence, đúng không ạ? Completeness, complete có, complete vẫn thế đúng không ạ? Complete là tính đầy đủ thì cả hai loại tài khoản có số dư hay không có số dư thì mình vẫn cần nó phải đầy đủ, có nghĩa là diễn ra trong năm thì phải được ghi nhận. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một thứ nó tồn tại nếu nó có số dư thôi. Ví dụ như là phải khoản phải thu hay là tiền mặt hay là tàn tồn kho. Chúng ta không nhìn thấy một chi phí tồn tại mà chúng ta nhìn thấy một chi phí đã diễn ra, đúng không ạ? Nhưng chúng ta lại không nhìn thấy một khoản mục hàng tồn kho là đã diễn ra đâu, bởi vì hôm nay nó đứng ở đấy, tôi chỉ nhìn thấy cái hiện tại của nó thôi, tôi không thể nào mà nhìn thấy là trong quá khứ nó được đến đây như thế nào, tôi không để đi bật xem lại cam xem là cái ngày nó được nhập vào kho như thế nào. Cho nên là đối với cả balance thì nó lại không có existence, à sorry, nó lại không có occurrence mà nó chỉ có existence, nhớ nhá. Đây là cái chính yếu để phân biệt, cái quan trọng nhất để phân biệt giữa hai cái này đấy ạ. Accuracy, nhưng bên cạnh accuracy thì nó còn có valuation nữa. Bởi vì là không phải lúc nào nó cũng là accuracy. Các bạn biết là có rất nhiều thứ là định giá, ví dụ như là tại IAS 16 là valuation, đúng không? Thì cái việc mà valuation cao hay thấp ấy, nó không phải là tính accuracy, mà đấy là nó có tính chủ quan, nó có tính subjective, thì chúng ta gọi nó là valuation, hay là gọi là measurement nữa. Ví dụ như là định giá các cái provision chẳng hạn, thì trích lập dự phòng như thế nào thì làm sao nói được accuracy, mà cái đấy chỉ là gì ạ, valuation thôi, đúng không? Mọi người cứ tiếp cận với cả các cái keyword này, xong rồi lúc làm bài tập thì chị sẽ phân tích dần cho các bạn, để các bạn có thể phân biệt dễ dàng hơn ạ. Ngoài ra có một cái assertion rất đặc biệt, đấy là right and obligation, là quyền sở hữu đối với cả tài sản và nghĩa vụ chi trả đối với phần công nợ. Có nghĩa là cái thủ tục mà các bạn kiểm tra hồ sơ thì nó sẽ ra được cái right obligation này. Ví dụ như các bạn kiểm tra xem là có đăng ký quyền sử dụng đất không để đảm bảo là nó có right, hay là các bạn kiểm tra xem là hóa đơn có phải tên công ty không để đảm bảo nó có obligation trả nợ không. Còn classification và presentation thì cũng giống nhau đấy ạ. Thì ngoài những cái assertion giống nhau ra thì có một số các assertion khác nhau, và các bạn phải nhớ được cái bản này. Cho nên phải đây lý do vì sao nói lại là chị phải nói rất nhiều và sẽ còn nói nhiều nữa liên quan đến phần assertion này. Ok chưa? Nếu mọi người cảm thấy chỗ này khó bây giờ chưa nhớ được cũng không sao nhá, bởi vì mình còn phải nói với nhau cái này rất là nhiều lần. Rồi ạ, một cái điểm mà mình cần phải nhớ nữa, cái này chưa nói lại, bọn mình sẽ quay lại phần này sau, bởi vì là lúc làm bài tập thì chúng ta sẽ nói đến các relevant test thì mọi người sẽ thấy dễ hơn. Đây ạ, nói nốt là đấy là mục tiêu rồi, nhưng bây giờ mình làm thế nào, cái động từ ấy là mình làm gì ấy thì thể hiện ở đâu ạ? Thì mời các bạn đọc cho chị phần này. Method for testing, được chưa? Các procedures to obtain. Thật ra cái này rất dễ, nó là năm chữ viết tắt là A, E, I, O, U, mọi người thấy quen không ạ? I, O là gì ạ? Nó năm cái nguyên âm từ lớp 1 đã học rồi đấy, thế mà đến bây giờ mình vẫn học, nhưng hóa ra nó là các cái chữ viết tắt thôi. A là stand for the analytical procedures, là thủ tục phân tích ạ, đấy ạ, A, được chưa? Chúng ta có các cái thủ tục như là đâu E đâu ạ? Đấy ạ. Nhìn thấy E chưa ạ? External confirmation. Dạ. E chúng ta có inquiry.
Inquiry là phỏng vấn nhá. Được chưa? Và inspect, inspection, inspect có nghĩa là kiểm tra chứng từ ấy, đối chiếu ấy. O là observation, quan sát. Và U, recalculation. U này thì hơi điêu một tí, nó nằm ở giữa. Đấy ạ. Ngoài ra thì pre-performance và recalculation như nhau rồi ạ. Nào, bây giờ mình mới nhìn lại từ trên xuống dưới là thế thì đấy là làm cái gì? Chúng mình nói đến inspection, đối chiếu chứng từ. Thì các bạn hãy đối chiếu những cái chứng từ, phải nói rõ là chứng từ gì với chứng từ gì đây nhá. Ví dụ như là purchase invoice. Đấy, thấy không ạ? Tôi kiểm tra cái hóa đơn mua hàng. Thấy không ạ? Nhưng là phải nói rõ là tôi có cái chứng từ gì. Observation thì phải là một cái quá trình gì. Ví dụ như là tôi quan sát thì tôi không thể tôi quan sát một cái tờ giấy được, mà là tôi phải quan sát cái quá trình đếm hàng tồn kho ạ. Đúng ạ? Counting. Sao mọi người nó bị nhạy? Đang đến đây. Đây ạ. Chị đang nói rồi là observation thì sẽ phải là một quá trình nhá. Ví dụ như là counting inventory, đúng không ạ? Hay là thủ tục phân tích. Phân tích thì sẽ phải có là tính toán, rồi tôi mới xem cái biến động của nó như thế nào thì mới là phân tích, đúng không ạ? Tiếp nữa là tôi có thủ tục inquiry. Inquiry là thủ tục phỏng vấn. Ví dụ như là inquire xem là họ đã mở bank account nào trong năm không chưa. Đấy ạ. External confirmation là gửi thư xác nhận. Gửi thư xác nhận là một cái thủ tục mà chúng ta sẽ tự chuẩn bị thư và gửi đi cho khách hàng sau khi chúng ta đã tự chọn mẫu, sau khi chúng ta đã lựa chọn. Recalculation là việc chúng ta tính toán lại. Tính toán lại thì dễ rồi, đâu có tính toán thì tôi tính toán lại thôi. Pre-performance là thực hiện lại, thì cái này mình đã gặp ở trong test control rồi. Rồi ạ, ở phần cuối này chị cần các bạn phải nhớ giúp chị hai cái phần kiến thức rất quan trọng cho các buổi sau. Thứ nhất là các assertion, thứ hai là năm cái động từ này. Bởi vì nếu như một audit test nó được hình thành là the auditor. Test ở đây là chị nói là substantive test ạ. Từ auditor sẽ phải làm cái gì đó, động từ, đúng không ạ? Trên một cái chứng từ gì đó, hoặc là một cái process gì đó, đúng không ạ? To ensure, để đảm bảo một cái assertion. Đấy ạ. Thì hôm nay mình đang học hai cái này. Được chưa ạ? Nó là cái keyword để hình thành ra một cái substantive test. Còn thực ra việc chính của mình lại là phải đi vào từng tài khoản, mình học từng cái assertion của các tài khoản, xong rồi mình sẽ nói là mình sẽ làm gì với cái tài khoản đấy. Thứ hai, mình sẽ có cách tiếp cận theo kiểu ma trận. Cách thứ hai đấy là có một số tình huống thì các bạn sẽ có những cái thủ tục mà các bạn được học riêng, bởi vì có những chuẩn mực kiểm toán riêng các thủ tục đấy, ví dụ như là thủ tục kiểm kê tồn kho hay là gửi thư xác nhận, thì các bạn sẽ phải học riêng, bởi vì nó một mình thủ tục đấy đạt được rất là nhiều assertion, hay là khác là rất là quan trọng, thì mình sẽ học tách rồi. Ok chưa ạ? Vậy là hôm nay mình bắt đầu chạm vào phần substantive test rồi, và các bạn cũng sẽ chuẩn bị bước sang dạng bài tập substantive test. Nên trong tuần này chỉ muốn là các bạn dành thời gian để audit answer tất cả các phần liên quan đến internal control system. Và đầu buổi sau thì có hai phần, một là chị sẽ nhắc lại phần này, hai là chị sẽ mọi người làm bài tập mà mọi người thấy cái phần nào, bài nào mọi người thấy khó, thấy không hiểu đối với phần internal control thì mọi người có thể hỏi chị luôn. Mọi người có thể có hai cách ạ. Một là các bạn hỏi trước ở trên group để chị nhặt ra, chị trả lời các bạn. Hai là các bạn có thể chuẩn bị cái câu hỏi sẵn ra cho đến lúc học thì mình hỏi cũng được, nhưng mà chị prefer mọi người discuss với nhau ở trên group để cho nó sôi nổi. Ok chị ạ. Rồi, mấy hôm nay thì mạng nó đang rất là yếu, cho nên là chị sẽ, như hôm nay chị nghe sẽ ổn hơn này. Hôm nay ít nhất là mọi người cũng đã có kinh nghiệm là khi mà mọi người không nghe thấy thì bảo chị ngay, cho nên là chị sẽ xuất lại video cho mọi người.
còn video hôm trước thì chị đã xuất ra rồi, nhưng mà chị chưa biết làm thế nào để cải thiện được cái tiếng, bởi vì nó bị đứt đoạn rất là nhiều. Nhưng mà buổi hôm trước thì là chỉ chủ yếu là chữa bài tập thôi, cho nên là chị cũng sẽ nghĩ là nó không quá quan trọng. Nhưng mà như buổi hôm nay thì mình học kiến thức mới ấy, thì chị sẽ gửi lại video để các bạn xem ạ. Ok ạ, liên quan đến assertion, liên quan đến audit test, như buổi hôm nay thì mình có câu hỏi gì không ạ? Không ai hỏi gì ạ? Ok, nếu mọi người không hỏi gì thì mọi người nghỉ và làm bài tập nhé. Bắt đầu đến đoạn bây giờ bắt đầu là vào giữa tháng 10 rồi nhá. Các bạn sẽ chỉ còn có 1 tháng rưỡi nữa là thi thôi, nên bắt đầu là phải học nhiều lên và cũng bắt đầu là phải làm bài tập tăng cường lên ạ, chứ không phải là chỉ có chị giao bài nào thì làm bài đấy đâu ạ. Mọi người hãy dùng cái cách audio answer mà chị dạy để mọi người làm nhiều phần bài tập lên để có thể cover được phần lớn các cái past year exam nhá. Ok ạ, được ạ, cảm ơn mọi người, hôm nay mình nghỉ ở đây ạ.